Cứ Tết đến xuân về là bên cạnh điệp khúc Happy New Year của ABBA, người ta còn thấy tiếng hát bè bao giờ thì lập gia đình, bao giờ thì sinh cháu, rồi thì có một đứa thôi à, bao giờ sinh đứa thứ hai. Những năm gần đây, tín hiệu đáng mừng là rất nhiều người trẻ đã thẳng thắn phản đối tư tưởng trên. Nhưng đáng buồn là họ chỉ biết phản đối bằng những la ó và móc mỉa một cách giải trí chứ không thể giải quyết được vấn đề. Tồi tệ hơn, vì không biết căn nguyên vấn đề, nhiều người trong số đó còn tôn thờ thứ ma đạo có tên là đạo hiếu. Đạo hiếu hay đạo làm con, hay đức hiếu thảo, hiếu đễ, tuy nhiều tên nhưng bản chất đều cùng chỉ về một thứ, đó là sản phẩm của nền văn hóa hủ lậu vẫn còn ít nhiều ảnh hưởng tới ngày nay. Những ảnh hưởng đó đều độc hại với cuộc sống bây giờ. Đó là phần mở đầu của tác giả Tonat cho bài viết Đạo hiếu là thứ hoặc độc hại hoặc thừa thãi với đời sống gia đình lành mạnh, được đăng tải trên website Spiderroom. Xin lưu ý rằng nội dung bài viết hoàn toàn là quan điểm cá nhân của tác giả và Spiderroom xin được đăng nguyên vẹn chứ không chỉnh sửa. Đây là một chủ đề gây tranh cãi nên hy vọng các bạn tiếp nhận quan điểm của tác giả với tinh thần khai phóng. Ở cuối video chúng mình sẽ bổ sung phần bình luận, phản biện từ người dùng khác để có góc nhìn hoàn thiện hơn. Còn bây giờ, hãy cùng bắt đầu thôi. Đạo hiếu theo Nho giáo trong kinh điển. Mặc dù ảnh hưởng đến Việt Nam đã lâu và có thể xảy ra sai khác ít nhiều khi vào đây, nhưng trước hết chúng ta hãy cùng tìm hiểu đạo hiếu ở gốc gác nơi nó sinh ra, Nho giáo, với Khổng Tử là người khởi xướng. Đạo hiếu đóng vai trò nền móng quan trọng trong Nho giáo. Với học thuyết đức trị như Nho giáo thì con người cần nhất đức nhân và cái gốc của đức nhân là đức hiếu thảo. Cái gốc này áp dụng với tất cả mọi người, từ cha đến con, từ thầy đến trò, từ tổ đến vua. Dù quan trọng đến thế nhưng toàn bộ tứ thư ngũ kinh hay những kinh sách khác chẳng hạn như hiếu kinh không có dòng nào đưa ra định nghĩa rõ ràng về đạo hiếu cả. Những tập sách ấy chỉ là những ghi chép các câu nói ngắn gọn kiểu châm ngôn hoặc vài câu đối đáp trong bối cảnh cụ thể giữa Khổng Tử và học trò. Ví dụ mục 7, luận ngữ, Tử Du hỏi Khổng Tử rằng nuôi cha mẹ có được gọi là hiếu thảo không? Khổng Tử trả lời luôn, nuôi thôi thì đến chó ngựa cũng được nuôi, phải có lòng tôn kính để phân biệt. Và thế là câu này được coi là lời thánh hiền rồi lên sách. Đọc đến đây tôi tự hỏi, nếu có kẻ nuôi cả chó ngựa lẫn cha mẹ đều tôn kính như nhau thì không biết Khổng Tử trả lời thế nào. Thế nhưng câu hỏi này không thể xuất hiện ở thời đó vì bị coi là hỗn. Chúng ta có thể thấy kiểu dạy như thế này là dạy từ ngọn, nó không kích thích tư duy như dạy từ gốc. Thực tế nó là phương pháp nhồi sọ. Sự mập mờ và đôi khi cảm tính là thường thấy trong triết học phương Đông. Nó khiến người đọc khó phân biệt đâu là lý luận để dùng lý trí phán xét, đâu là giáo lý để chỉ việc tin theo. Thiết nghĩ nếu nó là tôn giáo với niềm tin thuần túy thì không còn gì nhiều để nói. Người dùng lý trí chỉ cần không tin, nhưng vì nó mập mờ nên chúng ta cần dùng lý trí để đưa nó về đúng vị trí. Tuy nhiên, nếu đọc đủ nhiều để có cái nhìn bao quát, người ta vẫn có thể rút ra một định nghĩa cho khái niệm đạo hiếu. Các tài liệu tôi dùng để khai thác ở đây bao gồm bộ Tứ Thư Ngũ Kinh, Hiếu Kinh, Nhị Thập Tứ Hiếu, và định nghĩa tôi rút ra được như sau. Đạo hiếu là lòng tôn kính tuyệt đối và thực hiện một số bổn phận nhất định dù bất kể ra sao của một người dành cho người được coi là cha mẹ mình và những người đẻ ra cha mẹ mình. Đầu tiên về lòng tôn kính tuyệt đối dù bất kể ra sao, mục 18, luận ngữ viết: Đức Khổng Tử nói, thờ phụng cha mẹ thì nhỏ nhẹ khuyên can, thấy ý chí không theo mình thì vẫn kính trọng mà không lìa bỏ, có chịu khó nhọc mà không oán trách. Và Nhị Thập Tứ Hiếu có rất nhiều câu trong chuyện con cái phải cam chịu khi cha mẹ bạc bẽo, ví dụ chuyện Thuấn, Tồn, Vương Tường. Các bạn có thể dừng màn hình ở đây để đọc câu chuyện này. Nguyên cha của Thuấn là người hung bạo, không biện biệt được người hay kẻ dở, người đương thời đặt tên là Cổ Tẩu hay người mù mắt. Mẹ của Thuấn mất sớm, Cổ Tẩu tục huyền với người đàn bà sau này sinh ra Tượng. Vì có lời gièm pha của người kế mẫu và đứa em ngỗ nghịch cùng cha khác mẹ, Cổ Tẩu không ưa Thuấn và định bụng giết đi. Tuy thế nhưng Thuấn vẫn giữ trọn chữ hiếu đối với cha và người dì ghẻ ác nghiệt, hòa thuận đối với đứa em độc ác, không một lời than oán. Như vậy tức là Nho giáo cũng nhận thức được cha mẹ không phải lúc nào cũng đúng, con cái có nghĩa vụ can gián khi sai trái. Nhưng oai oăm thay, Nho giáo vẫn bắt con cái giữ lòng kính trọng và không được lìa bỏ, và nếu có ảnh hưởng gì đến bản thân thì ngậm miệng cam chịu. Chuyện về Thuấn cũng giống các chuyện về Tồn, Vương Tường cũng bị mẹ ghẻ bạc đãi và phải cam chịu mới là có hiếu. Về bình đẳng giữa người với người tất nhiên ở đây đã không có rồi, nhưng đến cả tự do của con người cũng không có nốt. Cha mẹ là tội phạm mà bắt con cái không lìa bỏ, coi đấy là đáng trọng thì sớm muộn đứa con cũng thành tội phạm theo, bởi môi trường sống định hình nhân cách. Một người có khả năng thiết lập trật tự xã hội như Khổng Tử không thể kém về tâm lý con người đến như thế. Trái lại, ông ấy rất giỏi tâm lý ở việc mị dân, nhưng xã hội thời đó loạn lạc cần ổn định nên việc này chấp nhận được, nhưng vẫn áp dụng đến giờ thì là mê muội và độc ác. Mặt khác, con người ta có quá nhiều quyền lực thì dễ dẫn đến tha hóa.
Khi cha mẹ đều đảm bảo con cái trung thành với mình như một con chó, dù ăn no đòn mà hôm sau gọi lại vẫn gần, thì họ có khuynh hướng coi con cái là tài sản riêng để bạo hành hoặc áp đặt ý chí. Thứ hai, về thực hiện một số bổn phận nhất định, dù bất kể ra sao, bổn phận quan trọng nhất có lẽ là sinh con nối dõi. Kinh Lễ có viết: nghe lời mù quáng, lấy thân làm chuyện bất nghĩa là tội bất hiếu đầu tiên. Nhà nghèo và cha mẹ già không đi làm quan pháp nhận bổng lộc là tội bất hiếu thứ hai. Không lấy vợ sinh con làm đứt lòng hương hòa là tội bất hiếu thứ ba. Trong ba tội bất hiếu, không có con là tội nặng nhất. Hiếu Kinh thì viết: cha mẹ sinh ra ta chẳng chi lớn hơn là phải có người nối dõi. Vua quan tâm ban thưởng ta chẳng hậu đãi nào quan trọng hơn. Cho nên kẻ không thương cha mẹ mà thương người ngoài là việc làm trái đạo đức. Không phải tự nhiên mà đạo hiếu đòi hỏi con người không chỉ tôn kính cha mẹ mình mà còn phải tôn kính cả tổ tiên, những người không trực tiếp sinh thành và nuôi dưỡng ta. Thực tế cũng như mọi đạo khác, con người luôn cố gắng kéo dài sự sống và cách kéo dài sự sống của đạo hiếu là truyền sinh. Đời này của chúng ta chết nhưng chúng ta vẫn có thể sống mãi, miễn con cháu chúng ta tiếp tục sinh sản kéo dài sợi dây gia tộc. Vậy nên, chính do đó mà vô hậu vi đại, tức là không có con là tội nặng nhất, trở thành thứ ám ảnh với giới nho sĩ. Hệ lụy của nó ám cả vào những xã hội bị ảnh hưởng nặng nề từ nho giáo như Việt Nam. Những lời dục dã năm mới như bao giờ thì lập gia đình và sinh cháu chính là phảng phất của bóng ma đạo hiếu, dù nhiều khi người nói không nhất thiết phải là người cuồng đạo hiếu. Thứ ba, về việc tôn kính người được coi là cha mẹ mình, ấy là những người không thực sự là người đẻ ra mình hay là đẻ ra cha mẹ mình, tức là họ hoàn toàn không nằm trong sợi dây truyền sinh được nhắc bên trên. Họ thực chất chỉ là mẹ kế, thậm chí là người mẹ kế khi đứa con chồng đã lớn nên không phải nuôi con chồng bữa nào. Thế nhưng, đứa con chồng muốn được coi là có hiếu thì vẫn phải nhẫn nhục tôn kính mẹ kế dù có bị bạc bẽo. Như chuyện Thuấn trong Nhị Thập Tứ Hiếu, mẹ kế của ông là người đã nhiều lần mưu giết ông. Ông dù biết nhưng vẫn nhịn nhục và được trời giúp cho tai qua nạn khỏi. Chuyện Tồn, mẹ kế của ông đối xử tàn nhẫn. Ông nhẫn nhịn mãi cho đến khi cha ông biết chuyện và định đuổi mẹ kế đi, nhưng ông can ngăn cha, vậy là gia đình hòa thuận. Và chuyện Vương Tường, tuy mẹ kế ghét bỏ ông nhưng ông vẫn có hiếu. Mùa lạnh mẹ muốn ăn cá, ông phải cởi trần, lội nước, bắt cá. Sau lần ấy mẹ kế quay sang yêu quý ông. Mô típ chung của ba câu chuyện trên đó là con cái phải yêu mẹ kế vì không gì cả. Ngoài cái danh phận vợ mới của cha và những người con trong những câu chuyện trên chẳng làm gì ngoài nhẫn nhịn và nhờ trời hoặc nhờ vào lòng trắc ẩn của mẹ kế. Nếu đây là chuyện ngụ ngôn chứ không phải chuyện thật như lời giới thiệu thì sẽ thấy câu chuyện có phần độc ác với con cái và tôn thờ cha mẹ mù quáng. Đạo hiếu trong xã hội Việt Nam ngày nay, sẽ chẳng có người nói rằng đạo hiếu thời nay đã đơn giản hơn và hợp thời hơn. Nó đơn giản chỉ là lòng tôn trọng dành cho người đã nuôi nấng bù trì mình và do đó nó đáng được giữ lại và tôn thờ. Thế nhưng đây chỉ là phương án va víu một cách vụng về, bởi hễ là người với nhau thì chúng ta nên dành cho nhau lòng tôn trọng dù là già hay là trẻ. Và hễ là người đã bỏ công chăm sóc mình hơn 20 năm thì dù đó có là một người bạn, một người em, ta cũng nên biết ơn với họ. Đạo hiếu lúc này trở thành một thứ thừa thãi, càng dùng nó thì sẽ càng dễ gợi về một thứ hổ lậu trong quá khứ, đáng lẽ nên chết đi và tốt nhất thì đừng bao giờ sống lại. Nên nhìn mối quan hệ cha mẹ con cái thế nào cho đúng? Đầu tiên, tất thảy chúng ta đều hiểu không ai trong chúng ta có quyền được tự chọn để được sinh ra. Tất cả chúng ta, từng người một, đều là sản phẩm bị ra đời mà không được đồng thuận của bản thân. Sẽ không có vấn đề gì nếu anh quá ngu xuẩn đến nỗi không nảy ra những câu hỏi vì sao ta phải ra đời trong não. Nhưng sẽ là vấn đề lớn nếu như có ai đó khởi sự với câu hỏi: tôi bị sinh ra đời ngoài ý chí của tôi, vậy việc sinh ra tôi có phải hành động vô đạo đức? Và quả thực, kể từ thời Hy Lạp cổ đại đến nay thì đây chính là một trong những chủ đề của triết học và tên của nó là Antinatalism. Mặc dù người Hy Lạp cổ đại đã biết đến điều này, nhưng một số thanh niên Việt Nam của 2020 vẫn bị kịch thay, nghe người ta đặt vấn đề mà há hốc mồm cho rằng ôi, thế là thần kinh, và cuối cùng chỉ biết đáp lại một cách sách mé: thế thì mày cứ tự đăng xuất đi. Tất nhiên, đăng xuất không phải là cách giải quyết vấn đề. Bất cứ ai hiểu sơ đẳng về đạo đức tối thiểu phải hiểu rằng người ta cần phải không làm ác trước đã, rồi mới tính đến chuyện làm thiện. Đăng xuất thậm chí không phải là việc thiện để bù lấp việc ác đã xảy ra, cũng như việc đăng xuất không thể hoàn tác một việc ác đã phạm. Theo thuyết công lợi tối thiểu thì người ta nên làm giảm đau khổ đến tối thiểu trước, rồi hắn nghĩ tới tăng hạnh phúc lên tối đa. Bởi vì một khi đau khổ đã xảy ra thì chẳng làm gì để bù đắp được cả, kể cả những hạnh phúc theo sau. Vậy nên, việc sinh một đứa bé ra đời, điều tiên quyết là nhìn vào những khổ đau đang chờ đón thay vì hạnh phúc. Mặt khác, người ta có bổn phận đạo đức tránh làm ác chứ không bắt buộc phải làm điều tốt. Từ đó, có thể xây dựng nguyên tắc: nếu đứa trẻ có khả năng cao là đau khổ, bổn phận đạo đức là không được đẻ nó ra. Nếu đứa trẻ có khả năng cao là hạnh phúc, không có bổn phận đạo đức là phải đẻ nó ra. Tuy nhiên, cha mẹ có toàn quyền lựa chọn đẻ hoặc không. Nhưng thực tế rằng cuộc đời là bể khổ,
Một đứa trẻ khi chào đời sớm muộn gì cũng phải đối mặt với sinh lão bệnh tử và đủ thứ trở ngại trên đời. Vậy nên, theo những trình bày trên, sinh con chính xác là hành động không đạo đức. Nhưng loài người không thể cứ như vậy tuyệt chủng vì tuân thủ bổn phận đạo đức. Việc sinh đẻ vẫn đã đang diễn ra hàng ngày với động cơ thôi thúc là bản năng. Ở góc độ cá nhân, người có ý thức thì cân nhắc kỹ càng cho đứa con sắp chào đời, kẻ vô ý thức thì không. Ở góc độ pháp luật, ở các nước phương Tây, người ta thường thấy khi cha mẹ bạo hành con cái, pháp luật có thể tước đi quyền nuôi con của họ và gửi đứa bé đến nơi khác. Đằng sau điều này là phần không nhỏ do đạo đức học chi phối. Bỏ qua những mỹ từ sao rỗng như là thiêng liêng, thiên chức v.v. thì người Tây hiểu rằng việc sinh một đứa bé ra đời hoàn toàn xuất phát từ bản năng duy trì nó giống của cha mẹ. Đứa bé không chịu trách nhiệm điều gì cả. Do đó, cha mẹ có nghĩa vụ phải nuôi dưỡng đứa bé đến độ tuổi nhất định để nó có thể sống tự lập. Mặt khác, đứa bé đồng thời cũng là đối tượng được xã hội bảo vệ. Việc sống với cha mẹ đến khi trưởng thành có thể hiểu như một hợp đồng dân sự mà bất cứ bên nào phá vỡ trước thời hạn thì pháp luật được quyền can thiệp, tức quyền nuôi con của cha mẹ chẳng hạn. Tiếp đến, nói về lòng biết ơn. Rõ ràng người ta không cần biết ơn vì đã được sinh ra nên đạo hiếu một lần nữa là nhảm nhí. Nhưng với công chăm sóc suốt 20 năm, dù là theo nghĩa vụ đi chăng nữa, thì lòng biết ơn sẽ là tình cảm tự nảy sinh trong một nhân cách có giáo dục. Tóm lại, ở đây chúng ta cần phân biệt rõ ràng công sinh thành và công nuôi dưỡng, đâu mới là thứ đáng biết ơn. Về tình yêu, thật rõ ràng tình yêu là tình cảm không thể ép buộc. Việc cha mẹ yêu con cái và đòi hỏi chúng cũng phải yêu lại mình là suy nghĩ của một tay đầu tư mà lại không chấp nhận rủi ro. Cha mẹ chỉ có thể nuôi và giáo dục hết sức để gieo mầm yêu trong con cái. Còn mầm ấy có nảy hay không còn tùy thuộc vào rất nhiều lý do. Hệ lụy từ đạo hiếu. Trở lại với tính độc hại của đạo hiếu. Cho dù ở Việt Nam bây giờ đạo hiếu có còn nguyên gốc hay không thì những hệ lụy dưới đây vẫn nhãn tiền và tất cả đều phảng phất dấu ấn của bóng ma đạo hiếu nho giáo. Ác mộng lớn nhất của trẻ em châu Á nói chung và các nước bị ảnh hưởng đạo hiếu nói riêng là bị cha mẹ ép và bất cứ từ gì trong dấu ba chấm ấy đều là kinh tởm cả. Nhiều đứa con bị cha mẹ ép học ở lĩnh vực mà cha mẹ thích chỉ vì ở thời của họ, họ đã thất bại trong việc thành công ở lĩnh vực ấy. Họ chuyển sang dùng con mình như một cách tiếp tục ước mơ mà họ không thể đạt được. Hoặc nếu họ thành công thì ép con nối nghiệp mình như một sở thích. Đây là hình thức coi con cái là công cụ của cha mẹ. Nhiều đứa con bị cha mẹ ép cưới với ai đó hoặc ngược lại là cấm cưới ai đó. Trường hợp này thường là lấp liếm bằng câu có yêu con thì mới cấm. Nhưng thật ra đó chỉ là một nửa sự thật. Họ yêu con họ 50% thôi, còn 50% kia họ yêu bản thân. Họ nghĩ rằng ép con cưới chồng giàu con sướng, nhưng thực ra họ còn muốn được sướng lây nữa. Và cấm con cưới người họ không thích có thể vì đơn giản họ thấy trong tương lai không nhờ vả được gì thằng rể ấy. Đây cũng là một hình thức coi con cái là công cụ của cha mẹ. Và còn vô vàn điều ép uổng nhân danh tình yêu khác, tất cả đều độc hại và có căn nguyên từ đạo hiếu. Lại một thứ nữa gắn bó cả đời mà chúng ta không được lựa chọn, đó là cái tên. Đây đáng lẽ ra là thứ nên dành nhiều cân nhắc để chọn chỉ sau điều kiện sống cho đứa trẻ. Nhưng cái tôi thấy là người Việt rất coi nhẹ chuyện đặt tên con. Ảnh trên chỉ là minh họa và chiếm số ít. Cái đáng nói ở đây là nhiều đời nay người Việt có tục lệ kỵ húy khi đặt tên, thường là kỵ khi đặt trùng tên con với tên tổ tiên trong gia phả hoặc kỵ đặt tên trùng với người già cả nào đó mà cha mẹ quen. Tâm lý người Việt cho rằng tên con là thứ mình hay réo ra chửi nên phải tránh đi kẻo chửi nhầm vào tổ tiên. Tôi tự hỏi về suy nghĩ như thế này thì có bao giờ người ta mới bắt đầu nghĩ đến việc thôi coi con cái là công cụ hay cái gì đó thấp hèn của cha mẹ? Phản biện từ người dùng Spiderum. Vì là một chủ đề gây nhiều tranh cãi nên độc giả Spiderum cũng đã đưa ra ý kiến phản biện của mình. Sau đây chúng mình sẽ gửi đến các bạn một số phản biện đáng chú ý nhất. Người dùng tên Lê Khắc Dương đưa ra luận điểm khá thú vị và đáng suy ngẫm. Chúng mình sẽ được phép trích nguyên văn như sau. Tôi cho rằng những quan điểm của nho giáo trong bài đa phần không sai. Chỉ có sai ở chỗ tác giả đào mộ một cuốn kinh điển hơn 2.000 năm lên để hạch tội nó vì mỗi Tết bị họ hàng tọc mạch. Tại sao tôi nói tác giả đào mộ? Bởi nhẽ nho giáo cũng như các tôn giáo và tư tưởng khác đều tiến hóa. Nho giáo thời Hán khác thời Xuân Thu của Khổng Tử, càng khác Tống Nho, nho giáo của Trung Quốc và nho giáo Việt Nam cũng khác nhau. Kinh điển nho giáo thì cốt lõi vẫn là Tứ Thư Ngũ Kinh, nhưng những đại nho gia như Đổng Trọng Thư, Chu Hy, Trình Hạo v.v. đều có lý giải khác nhau, thậm chí ngụy biện khác nhau để phụng sự mục đích của mình. Điều đó thể hiện rằng nho giáo có sự tiến hóa theo xã hội. Vậy những thứ mà tôn nát cho là rác rưởi trên Internet có vẻ như đang chống chế rằng tại sao chúng lại rác rưởi hơn, và tại sao lại là chống chế chứ không phải là cách diễn đạt phù hợp hơn. Ngay bản thân việc nó chống chế cũng biểu hiện nó đang cố hợp thời, nhưng tác giả lại cố tình gạt phăng đi để lấy cổ thư. Điều này có vẻ tương đồng như vấn đề Phật giáo Hinayana và Mahayana hay Tin Lành và Thiên Chúa giáo hoặc Hồi giáo Sunni và Shia. Nên để kiểm chứng bóng ma nho giáo như tác giả đề cập thì cần phải xem lại tư tưởng nho giáo gần ảnh hưởng tới xã hội Việt Nam là của ai và như thế nào. Điều này cũng cân nhắc đến việc nho học Việt Nam đã phai tàn từ thời Pháp thuộc. Thậm chí khi đọc nếp cũ của Toan Ánh, chúng ta sẽ thấy một văn hóa làng xã Việt Nam rất khác so với tiêu chuẩn nho giáo. Vậy,
tôi nghi hoặc việc tác giả lấy nho giáo ra đốt đền. Về vấn đề sinh con sớm, tôi cho rằng chẳng xã hội cổ đại nào không khuyến khích sinh con và sinh càng sớm càng tốt. Điều đó hợp lý ở thời cổ đại khi tuổi thọ người lớn và khả năng sống tới tuổi trưởng thành của trẻ thấp. Xem đây là điều hủ lậu cũng là một cái điểm sai lầm về mặt khoa học, cụ thể là sinh học. Hãy Google độ tuổi sinh sản tối ưu rồi các bạn sẽ thấy rằng những lời nhắc mùa Tết dễ cảm thông hơn là đi bới móc sâu xa. Về vấn đề đạo đức khi sinh con, tôi cho rằng việc gán ghép những lý thuyết này nọ vào với nhau rất khiên cưỡng, vay mượn một chút thuyết này, lại vay mượn một chút thuyết kia, kết quả sẽ khiến người ta cảm thấy sợ hãi trước những thuật ngữ, những quan điểm. Tôi nghĩ rằng một người bình thường với những suy luận đơn giản cũng sẽ cho thấy những câu hỏi chết người với những thuyết mà tác giả trích dẫn, như thuyết anti-natalism, nếu như cuộc sống tôn nát là bất hạnh. Vậy, việc tôi đặt câu hỏi sao không tự đăng xuất đi cũng là một câu hỏi triết học của phái hiện sinh như Søren Kierkegaard hay Albert Camus. Tất nhiên, nó là một câu hỏi thực sự nghiêm túc như câu hỏi của người theo antinatalism. Rõ ràng tất cả chúng ta đều không có quyền chọn được sinh ra, vậy làm sao để phân biệt cha mẹ nào có đạo đức và không đạo đức? Làm sao tôi cho rằng đứa trẻ sinh ra rồi bị nghiện ngập hay đại loại như thế là bất hạnh? Và nếu một câu hỏi đặt ra không thể trả lời, vậy chúng ta sẽ làm gì? Đó là một câu hỏi vô nghĩa chăng? Lý trí con người tôi sẽ bỏ qua nó, hơi đồ mà lo. Khi nói một thuyết, sẽ có hàng trăm thuyết khác tương ứng. Tôi không thấy đời là bể khổ mà thấy đời là hoan lạc. Tôi không nghĩ đem anti-natalism vào một đất nước hơn 60% nông dân, ảnh hưởng của nho giáo nếu có và Ấn Độ phồn thực là minh mẫn. Tóm gọn lại, tôi cho rằng câu hỏi thăm mỗi dịp Tết chỉ là một kiểu xã giao, cười ruồi và bỏ qua. Còn việc kết hôn, sinh con và nhất là hiếu thảo với cha mẹ, điều đó là lựa chọn của bản thân. Tất nhiên, mỗi người một hoàn cảnh. Tôi chẳng thể bắt anh yêu cha mẹ nếu anh không yêu họ. Nhưng, cho dù anh có tự do cách mấy, hãy nhớ anh vẫn đang sống trong xã hội và xã hội đó có tiêu chuẩn đạo đức của riêng nó. Do đó, anh dám lựa chọn thì anh cũng dám chịu sự phê phán. Như Jared Diamond viết đại ý, những thổ dân ăn thịt người thì chẳng bị phê phán về đạo đức trong xã hội của họ. Bởi lẽ, hiểu tại sao họ ăn thịt người, bạn sẽ thấy đó là sự phù hợp đối với họ. Người dùng Win01 cũng đã đưa ra một số ý kiến phản biện như sau. Sinh con về cơ bản là không có đạo đức, với lý do bạn đưa ra là kiểu cuộc đời của đứa bé kiểu gì cũng sẽ bị khổ sở. Ý kiến này mình không đồng ý, bởi vì đạo đức là tập hợp các quy chuẩn của một người sao cho phù hợp với một xã hội nơi họ sinh sống. Từ xưa đến nay mình chỉ thấy trừ trường hợp hiếp dâm thôi, còn sinh con đẻ cái thực sự là chuyện tốt chứ không phải là vô đạo đức như bạn nói. Vì việc đứa trẻ sinh ra đã khổ sở, vì thuyết công lợi tối thiểu thì một cá thể sinh ra là sai với góc nhìn của đứa trẻ đó. Theo quan điểm của mình thì cuộc sống đó là đúng hay sai là do đứa trẻ đó quyết định. Bạn không thể phán xét rằng tất cả cuộc sống của con người là khổ sở được bạn ạ. Xét về mặt sinh học, cá thể nào không thể di truyền nòi giống thì cá thể đó được coi là vô dụng trong loài đó. Nên việc sống tự do thoáng đãng thế nào cũng không nên cân bằng với bản năng sinh học bạn ạ. Mình không ủng hộ việc sinh con nhưng không chu cấp cho cháu bé đầy đủ, nhưng cực kỳ không ủng hộ việc nói rằng sinh con là vô đạo đức. Cuối cùng, một ý kiến nữa đến từ người dùng Nguyễn Việt Anh như sau. Gốc rễ của chữ hiếu là mục tiêu chủ đạo của nho giáo, vì xã hội chứ không vì cá nhân, và coi luật lệ để răn đe hơn là để đảm bảo công lý. Nho giáo theo hướng duy lý, lấy nền tảng là mối quan hệ gia đình, nên phải luôn đảm bảo việc con cái tuân theo bố mẹ, cũng như các tôn giáo phương Tây đảm bảo tín đồ phải tuân theo thượng đế vậy. Thay vì biến đạo đức thành lời Chúa và lấy nỗi sợ thần thánh trừng phạt làm cái cớ để tuân theo, thì nho giáo lấy mối quan hệ thân thiết giữa cha mẹ, con cái làm gốc để phát triển đạo đức, vì đó được coi là mối quan hệ tình cảm tự nhiên và mạnh mẽ nhất. Nếu con cái không tuân phục được cha mẹ, thì toàn bộ hệ thống đạo đức trị của nho giáo sẽ sụp đổ. Nho giáo công nhận nhiều bậc cha mẹ sai lầm, vô đạo đức, nhưng cũng cho rằng nếu con cái mất đi sự tuân phục với cha mẹ thì xã hội sẽ ngày càng vô đạo đức. Nên cái đức của người quân tử là phải chấp nhận hy sinh mà tuân theo để giữ cái luân lý của xã hội. Nho giáo có thể nói, vì cha mẹ sinh ra nên bạn phải tuân theo họ, nhưng ta phải hiểu ý sâu xa, không phải là sự suy luận nhân quả đơn giản như vậy, mà chính xác hơn là nếu đến cha mẹ mà bạn còn không tuân theo thì khó mà bạn tuân theo luật của vua chúa hay lời của thánh hiền được. Và đó là toàn bộ quan điểm của tác giả Tonat cũng như một số phản biện đến từ người dùng trên website Spider Room. Các bạn suy nghĩ thế nào về những điều đã được nêu ra? Hãy chia sẻ trong phần bình luận bên dưới. Và nếu các bạn thích video này, đừng quên bấm like, share, subscribe cho kênh YouTube Spider Room và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ nội dung thú vị khác trong tương lai. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe và hẹn gặp lại. Peace!